Và các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Su Si Bo hồi sinh theo cái sai chất trời, đi cùng một dàn đội chê tuyển. Được sản xuất từ những năm 1990, cái dòng Su Si Bo hai thì được nhiều người biết đến với cái tên gọi là Su Si Bo, tạo nên một cái cơn sốt đến tận hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu là giảm nhiệt. Dù đã bị ngừng sức rất lâu, nhưng nhiều tay chơi Việt vẫn chấp nhận mua lại những dòng xe cũ. Về tân trang, miễn sao giấy tờ hợp lệ là ok. Trang bị cho mình cái cụm thắng của Rainbow Asset để kiểm soát lực phanh cho phanh trước chiếc xe, tích hợp khả năng chống gãy được người chủ tại điểm nhấn bằng ốc kỳ nằm, điện thân cam màu titan rất đẹp. Kích thước cái phần tay hơi lớn, vì vậy ta thấy cái phần dây áo được khoét đi khá nhiều, chạm gần đến cái chỗ đèn của chiếc xe. Nhắc đến cái bình cụm con thì bản dựng hôm nay người chủ đã lên một cái cụm tay của CAC Freeline, một trong những cái mẫu cụm con dây đến từ nước Mỹ, hiện nay cũng đã xuất hiện rất lâu và khó tìm. Thực hiện nhiệm vụ cắt con chuyển số nhẹ nhàng và có thể tăng con bằng tay được, nhưng cái núm tăng chỉnh này cho cái phần dây áo đã bị che mất đi nên ta không nhìn thấy được. Nhược điểm lớn nhất của cụm này là có cái rãnh đuôi gió rất lớn, dễ dàng rơi cái ngón tay út vào bên trong kiểu con. Một trong những cái điểm nhấn nhỏ cũng vô cùng hiện đại thì người chủ tận dụng cái cụm công tắc của đường cầu bài được bắt trực tiếp để thay thế cho cái chụp ghi đông ở phía sau cái cụm thắng của Rainbow Asset. Nó vừa đẹp vừa có thêm một cái khoảng trống bắt được cái cụm tóc Dono để cút ngắn hành trình dây ga. Tiếp đến dàn chân trước sau, chúng ta thấy tận dụng một cốt combo quỷ diệt như những cái thương hiệu ở dầu heo được bấm rất nhiều đầu CNC, trong đó đáng chú ý nhất là một cái bộ sau ly, một cái bộ nhắc dầu có nhiệm vụ là đảm bảo cái lượng dầu được giữ nguyên khi tháo heo dầu hoặc lắp vào vẫn không cần phải canh dầu lại, vô cùng tiện lợi. Kết hợp heo của Remulis đi cùng với phần đĩa của Dracotest được cố định giữa cái mâm Dana thông qua những cái chốt khi nằm. Cái hệ thống chơi sau là phục niên trên bình dầu, một trong những hiệu đồ chơi danh giá đến từ Anh Quốc, có mức giá cao hơn nhiều so với Olin mà chúng ta thấy trên những bản dọn. Và cái đặc điểm đặc trưng của Olin là cam màu vàng, thì Nitrin thì ta thấy cái màu xanh ngọc bích rất nhẹ nhàng. Ước tính đâu đó cái món đồ chơi này cũng ngốn là hơn 50 triệu của người chủ. Exeter 150 hồi sinh với một cái cặp mâm lục chấu, một cái thương hiệu rất nổi tiếng. Cái chiếc Exeter 150 chọn hôm nay đã đem đến anh em một cái làn gió mới khi nghĩ đến thay đổi diện mạo dàn chân bằng cái bộ mâm thương hiệu khác. Khi nói xin cho mình bộ mâm độc đáo khác xa với những ảnh quốc dân, với những cái dòng dành cho cái dòng là Exeter 150 như Racer Boy hay là X1R. Cái dàn tay lái hai bên của con chiến mã này hiện được chiếm hữu thì đến từ Accosto, với hai cái sản phẩm là cụm con và cụm thắng xì xò. Riêng cái cụm thắng với đường kính piston lên tới là 19mm, cho nên nếu anh em đi cái dòng dây này muốn trang bị thì phải canh dầu gió hết sức chính xác, sao cho đem tính cái lực bóp nó êm dịu thoải mái dù di chuyển trong cái tình trạng đường xá chật chội. Muốn khai thác được khả năng đề ba nên người chủ đã nâng cấp cái cụm ga Dono hay ga trên, hành trình ga cực ngắn kèm theo cái cụm đề Dono để tối ưu cái phần không gian. Cái cụm thắng Accosto cụm ga hàng hiệu chiếm hữu quá nhiều diện tích. Hiện tượng rơ lắc trong quá trình di chuyển cái dòng xe này hiện tại đã bị loại bỏ khi người chủ lên cái sườn là Olin, một cái dòng trợ lực sườn Olin 120m hấp thu được những cái xung động mặt đường giúp cái dòng tay lái trở nên ổn định hơn. Với cái bộ mâm mình đã nói ở bên trên, đó chính là cái dòng của Excel ASEAN, một thương hiệu mà chúng ta đã rất quen thuộc với những cái dòng điện nổi tiếng hiện nay. Nó vốn dĩ sản xuất cho cái dòng đời chạy S100 nên gắn quật cái dòng đời X110 thì chúng ta không phải tránh thì chúng ta phải nâng cấp rất nhiều cái công đoạn để xoay bánh nó trơn tru hơn. Cái bộ đĩa thắng trước mắt tận dụng cho mình thất lòng CC để cái đĩa thắng là 200mm ra sỏi cái tâm bánh với cái con heo của Rainbow 4bis, nó không bị cả cấn và đơn mầm. Mặt lưng của cái dòng heo này cũng khá dày, nếu không chim thất lòng CC thì chắc chắn phải phay mầm để hoàn thiện chúng. Đĩa thắng sau với đường kính là 220 kết hợp với heo Rainbow lục đỏ 20 đĩa xứng, cái cặp đôi hoàn hảo để tạo ra thắng hiệu quả cho dàn chân sau. Cái động cơ của con chiến mã này mang cho mình cái bề độ là 72.4 kết hợp cùng chiếc cái bô RM23 Titan, hiệu sức nó vượt trội. Đường kính của bô thậm chí đến mức phải cắt gọt chiếc áo để không bị cạc cứng gây hiện tượng bị chảy nhựa. Phủ sau Olin là một trong những trang bị rất quen thuộc với những cái bản dòng X110 hiện nay. Phủ sống rất nhiều bản độ và không có thể chối cãi được hiệu năng nhún của nó khá tuyệt vời, vì được sản xuất dành cho cái dòng đời X110 nên gắn hoàn toàn như zin. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé.
cảm ơn các bạn hãy giờ tiếp này, được gì tiếp nhớ like, share, subscribe.